Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quân Design. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái poster bóng đá cực đẹp, cực chất trên Photoshop. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi, thì đầu tiên thì để chúng ta thiết kế lên được một cái poster thì chúng ta phải hiểu là khách hàng của chúng ta cần một cái poster như thế nào ha. Thì khách hàng sẽ gửi cho mình những cái tấm ảnh của khách khi đá bóng hay là những cái tấm ảnh mà những cái khoảnh khắc bóng đá, thì chúng ta sẽ thu về những cái tư liệu rồi chúng ta sẽ làm một cái poster bóng đá ha. Còn ở đây thì mình sẽ làm minh họa cho các bạn. Rồi thì mình sẽ lên, đầu tiên mình sẽ lên một Google, mình sẽ lấy ảnh. Ví dụ mình làm ảnh poster của Messi đi, nó sẽ bấm Messi. PSG. Đây, chúng ta sẽ vào cái mục hình ảnh. Rồi thì mình cũng chỉ cho các bạn là lấy cái ảnh mà cái độ phân giải nó cao ha. Thì khi mà chúng ta tìm được cái Messi PSG này, nó sẽ ra những cái tấm ảnh. Nhưng mà tuy nhiên các bạn thấy ở đây là cái độ phân giải nó rất là nhỏ. Đây, cái độ phân giải ở đây các bạn. Còn mình muốn tìm được một cái ảnh mà cái độ phân giải cao á, thì mình sẽ vào cái phần công cụ đây. Nó có cái phần kích thước. Mình sẽ chọn kích thước lớn. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tìm được những cái ảnh mà mình cần sử dụng để mình lấy về thôi. Đây, ví dụ như mình sẽ lấy cái ảnh này. Đấy, các bạn thấy độ phân giải rất là cao, 1400 pixel. Rồi, mình sẽ bấm tải về. Rồi, ở đây thì mình đã có cái tấm ảnh như thế này. Thì khi mà những tấm ảnh á, thì người ta thường sẽ gửi cho mình 2 đến 3 tấm ảnh. Các bạn sẽ tìm cho mình thêm một tấm ảnh nữa. Ở đây thì mình đã tìm sẵn rồi, cho nên mình sẽ lấy, đây là tấm ảnh thứ nhất. Ở đây là sẽ là tấm ảnh thứ hai. Đây, ví dụ như mình sẽ lấy 2 cái tấm ảnh này để mình làm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật Photoshop lên. Ta sẽ bấm Ctrl N để chúng ta tạo. Chúng ta sẽ tạo ra một cái trang mới. Ở đây thì mình sẽ cho nó là một cái khổ giấy A4 đi. Chúng ta sẽ có độ phân giải là 300. Rồi, hệ màu RGB các bạn. Rồi, mình chỉ việc bấm tạo thôi. Ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái project mới. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy 2 cái ảnh này mình thả vào. Rồi, thì việc tiếp theo á, là chúng ta sẽ cắt 2 cái ảnh này ra để chúng ta lấy cái hình cầu thủ Messi nha. Chúng ta sẽ có rất nhiều cách để chúng ta có thể tách hình Messi. Đây, chúng ta sẽ lấy vùng chọn. Đây. Tuy nhiên thì ở đây là mình đã cắt sẵn rồi, cho nên bây giờ mình qua mình chỉ việc lấy thôi. Rồi, ở bên đây mình cũng cắt luôn cái ảnh một cái nửa người Messi nha các bạn. Đây. Rồi, mình đã có, ví dụ như mình đã có cái chất liệu, tư liệu rồi. Rồi, còn đây là chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là cái phần bố cục. Thì bố cục thì nếu các bạn mà học thiết kế hay là tự học thiết kế thì các bạn cũng đã tìm hiểu về những cái bố cục như là quy tắc tỷ lệ vàng, quy tắc 1/3 hay là những cái quy tắc khác mà cơ bản trong thiết kế. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái quy tắc 1/3. Thì cái quy tắc 1/3 nó sẽ là ở đây, nó sẽ có 2 cái thanh như thế này. Mình sẽ chia nó ra thành 3 phần.
Đó, ví dụ như vậy. Thì quy tắc 1 phần 3. Thì cái quy tắc này thì mình sẽ cho hình người Messi là to nhất, hình nửa thân người to nhất ở cái tiêu điểm ở trên đây nha các bạn. Đấy, các bạn thấy cái tiêu điểm mình sẽ đặt ở đây. Còn hình Messi ở đang chạy ở phía dưới thì mình sẽ cho nó đặt ở cái tiêu điểm ở dưới. Đó, chúng nó sẽ ở hai bên cột 1 phần 3 đó các bạn. Rồi, mình xóa những cái đường này đi cho dễ thấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác mà cắt ghép. Rồi, vì cái hình của Messi lớn nửa người này, chúng ta sẽ cho nó một cái lớp layer mask. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào cái gradient tool để chúng ta cho nó làm mờ, ở mờ cái phần nửa người trên đó các bạn. Đây. Các bạn lưu ý là cái gradient phải là một hình trắng đen nó thì nó mới làm mờ được các bạn. Chứ các bạn mà để màu xanh, màu đỏ thì nó sẽ không ra đâu. Đây, ví dụ vậy. Rồi. Messi mình cho nó, cái tay nó hơi dài cho nên mình cho nó nhỏ một xíu. Rồi thì mình sẽ cho nó một cái nền background. Thì background thì mình có thể nhiều cách chọn background khác nhau. Thì mình có thể cho cái background như là một cái sân vận động, một cái sân bóng đá, hoặc là khi nếu mà bạn muốn làm đơn giản hơn thì các bạn sẽ chọn như mình sẽ chọn một cái background bằng hình bằng giấy. Hay cho cái background nó xuống lớp dưới cùng. Rồi, background thì mình cho nó tầm 70 70 dạng opacity, nó mình làm mờ cho nó tầm 70 thôi là vừa đó các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó một cái tên, ví dụ như tên Messi. Hoặc là khi mà khách hàng mà đặt tên họ thì mình cũng gõ cái tên họ như là Nguyễn Văn A, Trần Văn B gì đó, chúng ta sẽ để vào. Ở đây ví dụ như Messi đang trong màu áo PSG thì là số áo là 30 thì mình sẽ cho nó là số 30. Thì trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái shape ở đây, cho một cái shape ở đây. Shape này mình cho nó màu xanh, nó trùng màu áo. Đây mình cho cái xe màu trắng cho nó đồng bộ với cái đồng phục. Đây mình sẽ gõ một cái số vào là số 30. Rồi, về cái phần phông chữ thì các bạn sẽ chọn cái phông mà của chính chủ của PSG luôn các bạn. Đây, PSG. Đây, cái phông này là của Paris Saint-Germain các bạn. Là cái phông nhận diện thương hiệu của họ đó. Đây, cho nó màu trắng. Cái phần này hơi nhỏ thì mình sẽ phóng nó to ra một xíu. Rồi, thế là xong một cái phần số áo thì mình sẽ
chuyển qua cái phần tiếp theo ra cái phần gõ tên Messi. Ví dụ như là Messi mình sẽ để, mình sẽ ghi là Messi bằng chữ in hoa hết. Rồi ở đây thì mình sẽ cho một cái màu trùng màu áo luôn. Đây, ví dụ vậy. Chữ này nó hơi mạnh thì mình cho nó cái chữ đậm hơn. Đây, đậm hơn. Rồi thì cái chữ này thì mình có thể đặt những cái vị trí nào mà khách hàng yêu cầu, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng những cái quy tắc về thị giác. Thì chúng ta sẽ đặt chữ sao cho mà khi mà mắt chúng ta nhìn vào nó nhìn thấy là một cách độc đáo nhất có thể nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó nằm ngang với cái số 30 luôn. Để khi mà như thế này, khi mà khách hàng mà nhìn vào á thì người ta sẽ thấy ở đây số 30 là Messi. Mình cho thêm một cái tên họ. Họ vào Lionel. Mình đặt ở đây cho nhìn cho nó hợp mắt ha. Rồi, mình cho những cái lớp layer này nó ở phía dưới. Cho nó vào một cái group luôn, mình đặt sẽ đặt tên cho nó là test. Và số. Rồi. Thì các bạn thấy thì nó tương đối là cũng ra hình một cái poster rồi đó. Đây thì mình sẽ cho nó thêm một chút mấy cái hiệu ứng cho nó, để nó nổi bật lên cái hình người lên. Ở đây hình Messi thế này, mình cho nó một cái chút hiệu ứng. Ví dụ như mình sẽ cho một cái phần Messi khi mà Messi đang chạy ấy, thì nó có giống như là hình mặt đất sẽ có một cái bóng phản chiếu. Thì mình sẽ tạo cho nó một cái bóng ở chân. Đây mình cho thêm một cái layer mới. Mình sẽ dùng brush phim tắt chữ B. Mình sẽ cho nó màu đen hoặc là màu tối. Đây, mình sẽ tạo trong chân bóng. Đây thì mình làm tượng trưng cho các bạn. Nếu các bạn mà chỉnh chu, các bạn đẹp thì các bạn có thể tuốt cho nó kỹ lại, nó sẽ có đẹp hơn. Mình sẽ cho chuyển về nó một cái Smart Object. Sẽ cho mình sẽ làm mờ nó bằng cách vào Blur, Gaussian Blur. Chúng ta sẽ cho nó mờ đi một xíu. Nó cảm giác nó tạo ra một cái bóng chân Messi đang chạy. Rồi, tương độ ok rồi đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ bóng cho hình người Messi. Ta sẽ vào cái chữ FX ở dưới đây các bạn. Ta sẽ vào Drop Shadow. Rồi thì mình sẽ thể căn chỉnh, tùy chỉnh lại. Đây bóng hơi đậm thì mình cho nó nhẹ mờ lại. Sphere này là cái hình mà cái bóng các bạn thấy khi bóng độ không? Chúng ta kéo càng cao thì cái bóng độ nó càng sắc. Còn kéo xuống thì bóng độ nó càng mờ dần. Đây thì mình cho bóng độ nó hiện rõ để nổi bật Messi thôi. Còn distance này là cái khoảng cách của bóng độ. Rồi. Rồi thì phần cuối cùng là chúng ta sẽ add cho Messi một cái logo. Như cái logo PSG ở đây. Mình có rất nhiều là cách để cái logo này nha các bạn. Các bạn có thể để như là dưới chân sẽ tạo ra hình một cái gọi là một cái mặt đất, cái khung sân cỏ. Ta sẽ kéo logo ở dưới cùng. Rồi, cách thứ nhất thì chúng ta sẽ cho nó skew.
Đây mình ví dụ vậy. Đây đây là cách thứ nhất, thì mình có thể để như thế này cho Messi có vẻ như đang chạy trên sân cỏ. Ha, thì cách thứ hai thì mình sẽ sử dụng cách thứ hai, thì vì cách này thì mình hay dùng. Mình sẽ cho cái logo nó ở cái phía này, tại vì phía này đang còn trống thì mình sẽ nhét một cái logo vào. Hoặc không thì các bạn không để ở phía sau lưng Messi cũng được, chúng ta sẽ làm mờ thật mờ nó đi. Đây, mình sẽ để đấy. Mình sẽ cho nó mờ tầm 20, 30, 50%. Đây, chúng ta thấy. Rồi, đấy, chúng ta khi mà chúng ta add được làm mờ cái logo thì chúng ta sẽ thấy một cái poster này nó đã được hoàn chỉnh rồi. Rồi, trên đây là mình hướng dẫn chia sẻ cho các bạn để cách thiết kế một cái poster. Nếu mà có khách mà có đam mê bóng đá có nhờ mình làm thì mình còn biết được, thì mình thiết kế ra một cái poster cho người ta ha. Rồi, hy vọng video này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình chia sẻ đến các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành.